Yeah.
Buddhaya Asamma Samma Samanta Vapasasvaranagati Amana Sopavavi Suthe Avisinjatu Mansungata Vapavacana Amerita Avise Karma Amantra Padaya Ahara Ahara Ayusangara Nishtutaya Sutaya Gagana Visuthe Ruchisa Vichaya Visuthe Samchurite Sarvata Bhagata Avaloka Nisa Palamita Paripura Nisa Vata Bhagata Matita Sambhumi Matistite Sarvata Bhagata Vidaya Arishtana Vistita Mahamudre Vajakaya Samatana Vishute Samaravana Apayarulati Pari Vishute Patine Vataya Ayushute Samaya Arishtite Mani Mari Mahamari Tatata Buddha Kuti Parishute Vinduta Murishute Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sava Buddha Arishtita Sute Vajri Vajala Deva Jambara Kuma Masari Vamsava Sava Namjaya Jaya Pari Vinduta Sava Gati Pari Sute Sava Tathagata Sinchane Sama Swasayam Dusa Vatathagata Sama Swasa Arishtite Bhumiya Bhumiya Vibhumiya Vibhumiya Bodaya Bodaya Vibhodaya Vibhodaya Samanta Pari Sute Sava Tathagata Vriyaya Arishtana Arishtita Mahamudre Namo Bhagavate Kailottiya Pati Visistaya Buddhaya Bhagavate Kariya Aum Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samanta Vapasasvarana Gatina Anasopava Visuddhe Adisinjatu Mansugata Varavajana Anerita Adise Kaima Amantra Padaya Sutaya Sutaya Gagana Visute Vudrista Vijaya Visute Sahasrarasmi Samchurite Savata Bhagata Avaloka Nisa Paramita Paripura Nisa Vata Bhagata Matiya Sambhumi Vatisthite Savata Bhagata Vidaya Arishtana Vistita Mahamudre Vajagaya Samattana Vishute Savamavana Abhaya Dugati Pari Vishute Vatine Vataya Ayushute Samaya Arishtite Mani Mani Mahamani Tathata Buddha Kuti Pari Sute Vipusta Puri Sute Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sava Buddha Arishtita Sute Vatana Veva Jampava Tuma Masare Ramsava Sapanam Janaya Pari Vishute Savagati Pari Sute Savata Pagata Sinjane Sama Swasayam Tu Savata Pagata Sama Swasa Adistite Puriya Puriya Di Puriya Di Puriya Bodaya Bodaya Di Bodaya Vibhodaya Samanta Parishute Savata Bhagata Vidaya Arishtana Vistita Mahamudre Swaha. Ok không? Rồi chuẩn bị phải không? Lên để Phật đánh nha. Cho mình được làm luôn nhiều có chung đấu đi. Nam mô Bhagavate Kayottiya Pati Visistaya Buddhaya Bhagavate Kariya Aum Visuddhaya Visuddhaya Asamma Samma Samanta Vapasasvarana
Dạ,
chiều nay chúng ta cũng đi lên cái đôi bài, chúng ta cùng đơn vị chúng ta cũng làm để đó bắt đầu cái gì là thấy là bây giờ là Phật định tu hành đã tốt. Chiều nay đó tụi con đã thầy nghĩ đó là pháp kính đàn, rồi mỗi người cầm một kính đàn lên ngồi ở trên đó, cùng trước kính đàn trên đó tụi con ngồi mà tụi con cầm cái đó trên trên tờ giấy cùng cùng rất là hay, ông bà rất được công đức nha. Là sau khi chúng con đã được quán đảnh rồi là chúng ta sẽ có linh tụng cho bên cái chỗ mà địa tạng cho ông bà chúng ta. Thật ra đó bây giờ đó lễ quán đảnh đó thì chưa có hồi hướng đâu. Lễ quán đảnh đó là chúng ta phải tính thế này, là đi như vậy là sư phụ ở cái giữa đi lên hai người thầy làm đảnh xong rồi đi vòng cái gì đi qua giặt ra không đi được cái này là cứ đi vậy đi vậy dòng lên vô biết ngồi trở lại nha. Mà đồng thời đó cái gì chuẩn bị ly để sẵn luôn. Bà sư phụ cho con thế cho con rồi cái ý thì con thấy cũng hay là khi mà khi bị tới để con đành tất cả mọi người đứng lên thì nó sẽ là xa lắm chứ à. Tất cả chúng ta cùng ngồi ghế hết rồi con các sư phụ thì sư phụ đi thì chúng ta có hai người căng đi à, bên này chỉ hàng này lên đặt để xong quay về đặt đây lên tự động quay về tiếp đi giữa không không dạ không hàng nào lên hàng đó và tất cả những người chưa được cái hàng chưa lên mà không ngồi mà không đồ thì họ sẽ vô cùng làm cho nên chúng ta không đứng lên chỉ cái hàng nào được lên là đặt bằng tại vì khi thầy làm quán đảnh đó thầy phải tập trung thầy quán đảnh thầy phải tu lễ nữa mà đồng thời lúc mà máy thì cho vì là sư thiên là tụi người theo thì nó là tụi theo cái tham nữa nó là đầu đầu rồi thì nó tập trung thì để thật vào cái không có đánh được con nha. Dạ con chúng ta sẽ có hai thầy đứng cái hai hàng ghế đây chỉ được hàng nào thì cái hàng lên chúng ta lên ở giữa và sau là đánh được đánh để quá đánh xong chúng ta quay về cái ghế là Bây giờ bây giờ nha, sư phụ anh cũng cho cái đi xong, cái đi vô đó, đi ra đây luôn. Qua đây con đang lập, rồi lại, hiểu không? Đây, những nhà, những người đầu tiên, trước này thì tôi sẽ đi xong rồi tôi đi qua đây. Tôi qua đây, đó rồi từ có nghĩa là người đó biết rồi nha, cho nên nếu quý vị bình tĩnh con sẽ sắp xếp quý vị sẽ đi theo việc tới ví dụ nha, sư phụ có đứng ở đây lên sư phụ ở đằng trong bên lại chứ bây giờ sư phụ có sức ở với nhà này thấy nó được chưa cho ví dụ à cái gì một ngày cũng thế luôn sư phụ đi động ông bộ đi lên trước Tất cả mọi người sẽ đợi như thế này. Dạ, đi được không? Dạ, rồi.
và nghe ly là bọt và cái kiếm sao.
Ya
Sutaya Visutaya Sama 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 Tawa Basa Sparana Gati Sumbawa Visuti Ami Sinchatu Maksugata Vara Vajana Amerika Ami Sentai Mana Mantra Parai Anara Sutaya Gagana Visuti Gusti Samijaya Visuti Sahasra Vasmi Samcholite Sarvata Kagata Avalo Saparamita Paripurani Sarvata Kagata Matira Sabumi Prasistite Sarvata Hidaya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Vajakaya Samhattana Vishuddhya Samhattana Mahapaya Duhide Pare Vishuddhya Vari Kaya Naya Shure Sumayo Adhisthade Mani Pari Mami Mani Pari Uti Pari Shure Sutaya, Sutaya, Gagana
Vijaya Vishuddhi Sahasravasmi Sanjuri Te Sarvadharagata Avalokani Paramita Paripurani Sarvadharagata Mandira Sambhumi Pratishtite Sarvadharagata Hridaya Adhisthana Adhisthita Mahabhute Vajagaya Samatana Vishuddhi Sarvadharana Avaya Yogami Paripurani Vishuddhi Vishuddha Kuni Shuddhi Jaya Jaya Vijaya Vijaya Svara Svara Sarva Kunda Adhisthita Shuddhi Viva Jambhava Tumama Sariram Sarva Sarva Jataya Pari Vishuddhi Sarva Dati Sarva Dati Vipuriya Puraya Puraya Vipuraya Vipuraya Samatha Parishuddhi Sarva Hridaya Adhisthana Adhisthita Mahabhute Svaha Namo Bhagavate Kalokiya Vati Vishistaya Kutaya Bhagavate Tadiyata Om Vishuddhaya Vishuddhaya Sama 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 Tavadasa Svarana Gati Garana Sopava Vishuddhaya Antisya Jatu Vashuddha Tavara Vachana Amerita Abhiseka Mahamantra Varaya Ara Ara Ayusam Narani Shuddhaya Shuddhaya Gadana Vishuddhayusnisa Vijaya Vishuddhi Sahasravasmi Samjonite Sarvatathagata Avalokani Sarvaramita Paripurani Sarvatathagata Adhira Sambhumi Pratishtite Sarvatathagata Hridaya Ikana Ritishtita Mahamuye Vajagaya Vishuddhi Sarvavarana Abhaya Dugati Pari Vishuddhi Pratini Vataya Samaya Adhisthite Mani Mani Mahamani Tata Kabuta Kuti Parishuddhi Viskuta Kuni Shuddhi Vijaya Vijaya Svara Svara Sarva Bunda Adhisthita Shuddhi Vajri Vajaga Viva Jambhava Tumama Sarva Sarvanam Jagaya Pari Vishuddhi Sarva Dati Pari Shuddhi Sarva Dhata Dhata Sinjami Sama Sosayantu Sarva Sama Sosa Adhisthite Puriya Puriya Vipuriya Vipuriya Puraya Puraya Vipuraya Vipuraya Samatha Parishuddhi Sarva Dhata Gata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Namo Bhagavate Trailokiya Prati Vishistaya Buddhaya Bhagavate Taniyata Om Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Sama Tava Vasa Svarana Gati Gahana Subhava Vishuddhaya Abhisinjatu Mashugata Varava Na Amerita Abhisekai Mahamantra Varai Ahara Ahara Ayusam Darai Suttaya Suttaya Gagana Vishuddhi Ustisa Vijaya Vishuddhi Sahara
asharasti samjoni desawata tayata avalokani samkaramita parikulani sawata tayata matira sambumi kratistite sawata tayata viraya adistana distita mahamute wajakaya Vishuddhi sarva varana avaya dugati pari Vishuddhi prati nevataya Vishuddhi samaya adhishtite Amani tata tangu tangu ti pari Shuddhi visu tangu ni shuddhi jaya jaya vijaya Smara smara sarva muda adhishtita Vati vata gabe vatam pavatu maha sariram sarva sattvanam chakaya Pari vishuddhi sarva gati pari shuddhi sarva tata gata Sinchame sama swasayatu sarva Sama swasa adhishtite bhuriya bhuriya vi bhuriya vi bhuriya Bhuraya bhuraya vi bhuraya Samanta parishunde sarva tathagata viraya Adhisthana adhishtita maha udve swaha Namo bhagavate trailokiya prati visistaya buddhaya bhagavate tadiyata Visuddhaya visuddhaya sama 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 kawa basa sparana gati gahana sukawa visuddhe abisinjatuna sungata wara wajana amerita abisekai maha mantra balai ahara ahara ayu samdharani Jagana Vishuddhi Rusnisa Vijaya Vishuddhi Sahasrarasmi Sanjonite Sarvatathagata Avalokani Sankaramita Paripurani Sarvatathagata Matira Sambhumi Pratishtite Sarvatathagata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Vajagaya Samartana Vishuddhi Sarva Varana Abhaya Rukhati Pari Vishuddhi Vrati Nuvataya Ayushuddhi Samaya Adhisthite Mani Mahamani Kathata Bhuta Bhuti Pari Shuddhi Vishuddha Bhuti Shuddhi Vijaya smara smara sarva buddha adhisthita sunde vati vata rabe vatam bhavatu mama sariram sarva chakaya pari vishuddhi sarva gati pari shuddhi sarva tata gata sinchame sama swasayantu sarva Sama swasa adhisthite bhuriya bhuriya vi bhuriya vi bhuriya Bhuraya bhuraya vi bhuraya vi bhuraya Samanta parishuddhi Vidaya adhisthana adhisthita maha bhutre swaha Namo Bhagavate Trailokiya Prati Visistaya Buddhaya Bhagavate Tadiyata Visuddhaya Visuddhaya Sama Sama Samanta Vabhasa Svarana Gatiya Hana Supava Visuddhe Jatu Mamsurata Vara Vajana Amerita Abhisekai Maha Mantra Parai Ahara Ahara Ayu Sabdarani Sundaya Gagana Vishuddhe Gusti Savijaya Vishuddhe Sahasrarati Samjohite Sarvata Bhagata Avalokani Paramita Parikurani Sarvata Bhagata Matira Sambhumi Prati
distrite samaratana distana distrita mahakutri wajakaya samatana wisuti sawawarana apaya dugati paring Ibrahimi wataya yusuti samaya distite mani mani mahamani tatatan Kari sunti bisputa kuri sunti jaya jaya wijaya wijaya smara smara sarwa kunda distita sunti wadri wajan Bawatu mama sariram sarwa sarwanam jakaya pari wisunti sarwa lati pari sunti sarwa tata gata sinjame sama sosayatu Karata sama sosa distite buriya buriya Kari sunte sawata kara kari daya distana distita maha putre soha Namo Bhagavate Trailokya Prati Vishishtaya Buddhaya Bhagavate Kariyaka Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samantawa Vasasparanagati Anasubhava Visuddhaya Visimjatu Mangsugata Varavachana Amerika Abhisekai Maha Mantra Parai Ahara Ahara Ayusam Visuddhaya Visuddhaya Gagana Visuddhaya Usnisa Vijaya Visuddhaya Sahasravasmi Samjoni Nisavata Tagata Avalokan Samparamita Paripurani Sarvata Bhagata Matiya Sambhumi Pratishtite Sarvata Bhagata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahapute Vajanaya Samhatana Vishunte Sarvavarana Apaya Dugati Pari Vishunte Pratiti Vataya Yusunte Samaya Mani maha mani tatata mukakoti pari sunte bisputa kuri sunte jaya jaya wijaya smara smara sarva bunda distita sunte wadri wajara bewajapa watu maha sarira sarva sakwanam jakaya pari wisunte sarva gati Sarva tata gata sinjami sama swasa yantu sarva tata gata sama swasa antistite buriya buriya Vipuriya vipuriya vipuraya vipuraya Samanta parishunte sarva tata gata viraya antistana antistita maha mudre swaha Bhagavate Jaitokiya Prati Vishishtaya Buddhaya Bhagavate Kaliya Kaum Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Sama Kava Vasa Svarana Gati Gahana Subhava Vishuddhaya Vishishtaya Mamsuga Tava Ravachana Amerita Abhisekai Maha Mantra Parai Ahara Ahara Ayusam Dharani Suddhaya Suddhaya Dagana Vishunte Usnisa Vijaya Vishunte Sahasra Rasmi Samjodite Sarvata Tagata Ambalokani Sarparamita Paripurani Sarvata Tagata Matiya Sambhumi Pratishtite Sarvata Tagata Vidaya Nistita maha mudre wajakaya samatana vishunte sarva varana apaya dugati pari vishunte prati niwataya
samaya disti te mani mani maha mani tata taku taku ti pari sunde visu taku ti sunde jaya jaya Sarasmara sarawa buddha Nisita sunde wati wacara Bewa campa watu maha sariram Sarwa sarwaram jagaya pari Sarwa gati pari sunde Sarwa tata gata simcabe Sama swasayantu Sarwa tata gata sama swasayantu Nisita muriya muriya Samanta parisutti sarvata harata ridaya Distana distita mahamukhe Suha Namo Bhagavate Kailokiya Prativasistaya Buddhaya Bhagavate Kariyata Visuddhaya Visuddhaya Sama Sama Samanta Vapasa Sarana Gahana sopawa wisute yang bisin jantung Wala wajana amerika Bisikai maha mantra balai Ara ara ayu sandara nisutaya Gagana wisute gusti samwijaya Wisute sasrawasti samjoni Nisa wakatarata awalu Paramita paripura nisarwa tamarata matiya sanggumi pratisnite sarwa tamarata ridaya antistana distita Wajakaya samhatana wisunti sarwa warana apaya dugati paring wisunti pratine wakaya anyusunti samaya Mani maha mani tatata kutaku ti pari sunde bisku taku di sunde jaya jaya wijaya Smara smara sarwa kutaan listita sunde wajri wajara be wajam bawa tuma masari lam sarwa sarwa jagaya pari Sarwa gati pari sunde sarwa tata gata sinjame sama swasayantu sarwa Swasana distite buriya buriya Buraya buraya vipuraya vipuraya Samanta pari sunde sarwa tata gata vidaya Distana Mahamudresoha Namo Bhagavate Kailokiya Prativisistaya Buddhaya Bhagavate Tadiyata Visuddhaya Visuddhaya Sama Sama Samanta Vapasa Svarana Gati Gahana Sumbhava Visuddhaya Sugata wara wajana amerita abisekai maha mantra barai ahara ahara ayu samgara nisutaya Wisute usni samwijaya wisute sahasrawasti samjodi nesarwata tagata awalugani Paramita paripura nisarwata tagata Rasamu mi pratisnite sarwata tagata ridaya Distita maha putri wajakaya samatana wisunti sarwa warana apaya dugati pari wisunti pratine wataya Samaya distite mani mani maha mani tata taku taku ti pari sunde visku taku di sunde jaya jaya wijaya Smara smara sarwa buddha distite
ti ba sun te wa tri wa cha ra be wa cha pa wa tu ma ha sa ri ram sa wa sa kwa nam cha ka ya pa ri wi su te sa wa ga ti sa wa la ba ra ta sin cha me sa ma so sa ya tu sa wa ta ta ra ta sa ma so sa ha ri ti te u ri ya u ri ya ri u ri ya Vimuraya Vimuraya Samanta Parishuddhi Sarva Tadaratari Adhisthana Adhisthita Mahamukhesho Namo Bhagavate Trailokya Prati Vishishtaya Bhutaya Bhagavate Tadiyata Om Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vabasa Svarana Gatiya Anasumba Vali Abhisintyatu Mashugata Vavra Vajana Amerita Abhisekai Mahamantra Padai Ahara Ahara Ayushantara Vishuddhaya Vishuddhe Mushti Savijaya Vishuddhe Sanaska Vrasti Samshorite Sarvatatarata Abhadukani Paramita Paripurani Sarvatatarata Matita Sambhumi Pratishtite Sarvatatarata Daya Andhisthana Andhisthita Mahamudre Vajakaya Samhantana Vishuddhe Sarvavarana Abhaya Dugati Pari Vishuddhe Prati Yusuddhe Samaya Abhisthite Mani Mani Mahamani Tata Tapu Tapu Dipa Vishuddhe Vishputamu Vishuddhe Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sarva Bhuta Adhisthita Sute Vase Vata Rabbe Vata Bhava Tumama Sarira Sarva Jataya Pari Vishuddhe Sarva Gati Pari Shuddhe Sarva Tata Gata Sinchame Sama Swasayantu Sarva Sama Sosa Adhisthite Puriya Puriya Vipuriya Vipuriya Moraya Moraya Vipuraya Vipuraya Samanta Parishuddhe Samanta Tathagata Miraya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Soha Anh Chúa Phật, còn cái gì nào chưa làm lễ quán cảnh? Còn quý vị nào chưa làm lễ quán cảnh? Vậy là đúng lúc nào tôi là người sau cùng. À, còn một người nữa tôi không thấy à. Làm lễ quán cảnh chưa? Có dấu vào bây giờ. Còn quý vị nào nữa? Có quý vị nào chưa làm lễ quán cảnh? Nếu cái đầu không có, nó có. À, có ai có cần không á? Người nào làm lễ quán cảnh người mà chưa có đi giơ tay? Dạ bây giờ thưa thầy nhìn nhé. Có đi chúng tôi muốn dẫn ra dạ chúng tôi đi rồi. Người nào mà làm lễ quán cảnh chưa có đi thì sắp là đi ra. Dạ đi ra đi ra. Ông Thị Giá à, ông Tuấn á, ông Tuấn Thị Giá đâu rồi? Có rồi phải không? Có đi chưa? Rồi có. Còn ai nữa? Đi mắm cái mỏ. Tất cả là người mình nó làm là gần 300 cái ly đó à, nhưng mà là hết là gần có 2 cái ly. Đó là quý vị, lời Phật nói dù một cái chữ này mà nó gió nó dính vô người là con thú lại lên thì đọc cái dấu đó là coi như hết cái kiếp này nó không còn mặt xuất sanh nữa đó. Nên quý vị biết là
cái đó không có lúc mà làm đúng cái đàn nó phải dày rồi, còn một giai đoạn nữa là chứng đàn và hoàn mãn là giao chứng đàn và đóng trên cái đi và đóng không phải là đóng không phải là cái y mà nó nằm trong cái pháp hộ này là chỉ sử dụng lần này cũng lấy sinh ví dụ như thi lôi với cái quan trọng đó nha. Cho nên quý vị là bất ly là coi như là quý vị á tụng không có linh là tại quý vị nha, bất linh bất y bất kính đàn là coi như xong không. Thầy phải nhắc nhở với sao thầy ngồi biết bất ly bất y bất kính đàn là bất cái lực. Không ạ? Ngoài nó giữ lên. Tại vì cái này nó là ngủ kinh. Hằng ngày đó quý vị để cái kính đàn khi mà thì chú là bỏ vô cái nước uống và tất cả những người bệnh tật gì đó mà cần trong gia tộc quý vị có quyền đi thêm 3 tháng rồi quý vị có quyền cho người ta uống đó. Nên quý vị lắm không có phải giật mặt đâu rồi đó. Mà thường giống như đi uống nước không có phải đâu, riêng có thần chú thần ảnh trong cái gì coi là một hơi gió dính vô một chút cát dính vô cái này là cũng giải được vì cái thần lực của chư Phật. Tại sao như vậy? Tại vì cái này đó là những người nào mà đã tìm được thần chú thần ảnh này ở trong pháp hội thì người đó đã ở 100 triệu những cái pháp hội của chư Phật quá khứ với lần thường. Có những người dân ở đây giờ chót bị Covid không vô được, công quả này dân càng không vô được. Cho nên tụi con biết là tại sao lưng, tại vì đây là kích động lại tất cả những cái hạt giống mà tụi con ở trong các pháp hội cái như Phật tử quả thứ đó nằm bè đó. Ai nói gia nghiệp đâu thì rõ ràng thấy là gia đình của Đức Lâm đó, đó là bằng chứng giải nghiệp chứ còn cái gì nữa. Tức là ngày đó nó mơ sao thì vợ nó đến chùa cạo đầu chứ đừng có nói gì sư tu lâu là có. Tôi có cái danh sách rồi nhưng mà quý vị nhớ nha, mấy người này mình có hai mình có đi đó là quý vị ngồi trong cái đàn khác là quý vị ngồi nhớ được không? Có hai vị dự là một, nhưng mà có hai vị có một vô dự đó là phải nói rõ nha. Con này vô dự là có hai đó là quý vị không có nhà vị có tặng nữa nha. Cũng không lấy ly là tại vì ly mỗi ly một má nó khác mà đừng có đổi nữa nha. Cái ly pháp một đó con khác. Chỉ là phần phụ cho con giải nghiệp con chứ không phụ. Giải nghiệp chứ để giải nghiệp hai giải nghiệp mình hai nghiệp. Anh đang cho mình giải nghiệp học cho giải nghiệp. Sư phụ nghĩ nha. Khi sư phụ giảng pháp, sư phụ nói chuyện. Hoặc là bây giờ các vị sư cô nói chuyện thì con quý vị giữ im lặng chút xíu. Chút xíu mình ra ngoài kia mình nắm được ha. Bây giờ là sư phụ giải pháp, đó là những gì giờ là nó quý báo. Giờ tôi xin mời sư phụ đến. Dạ, cảm ơn thầy, tự hẹn cho con giải nghiệp. Con xin sắp nói với cô nghĩa là bởi vì nãy con biết sao mà cô gặp cái mi cô của con thì con cảm ơn, nhưng mà cô gặp cái mi là tất cả giọng của cô lớn khác thì một bắt bắt không có đúng á. Để thì thật sự để chú tụng cho không có được, cho nên con mới lấy lại cái mình chứ không phải là không có gì lại cái mình cổ. Giờ mà xuống tại sao mà tụng nó lỗi chỗ nó có một đòn. Con không chỉ gặp cái mình, còn bắt không có đúng. Ủa đó, cái mình dắt sự chữ này, cái lẻ lẻ kia cho nên con nghe được, cho nên con không quay xuống con lấy lại cái mình. Chữ này nó lẻ lẻ kia không đúng, chữ nọ nó sọ kia. Dạ, nhưng mà con xin sám hối với cô Hồ Nghĩa, anh Nhi Đạt Phật. Không sao đâu, thành ra đó, chúng ta là những người nói thật, chúng ta nói tập tụng thôi. Vậy là tốt lắm rồi, cái gì không? Tập tụng mà, mình nói thật đi, đứng đây đứng mới mà. Thấy không?
thấy không, những này chúng mới mà chưa phải phải thăm đi người khác mà tôi còn sợ đó, bây giờ tôi rất là sợ, tôi không phải vậy là khá lắm rồi, bây giờ tôi cứ nói thôi bỏ máy một cái sinh viên nào đây mà làm dưỡng đi. Tôi nghe được lắm, là điểm nước cũng ra nói cái này tôi nghe được lắm rồi. Nhưng mà tại vì lúc đó là tại sao, tại vì là cái nhóm người lên Quán Thành đó họ không để ý. Rồi những cái tụng đó là bên trong cái giờ tôi Quán Thành đó, thành là tụng mà một âm mà hai ý, hiểu chưa quý vị? Cho nên là thành hai cái lúc chúng ta tụng là thành hai là cái quốc rồi đó, tụng đều đều lên địa tạng nhớ nha, nhiều ngày lên địa tạng chúng ta làm ơn đem đi theo nha, đi lên theo rồi dọn nước, góc nước, góc nước đi tụng xong rồi đi quỳ xuống cúng cúng dường cho chủ quyền chúng ta ở đó, là trong đó các bà mẹ mà có thai đó thì nên cầm lại đó và đứng ở trong đó và xin hồi hướng một cái này, rồi xong rồi con cũng cúng cái tay đi, con lấy tay cho cũng cúng lên học cho tôi đi cũng như vậy mà nó là con thai nhi là từ là thầy này con thai nhi các tư linh hồn thai nhi cũng đã lên chỗ cái hình ảnh thai nhi nó cũng vô nhớ ngày chúng ta uống à chiều nay chúng ta tụng trên đó là không phải là bảy tiếng hai mươi một tiếng anh không biết mà khi dùng trên đó là tôi có cái tăng lên là được yêu cầu lấy dù không sẽ thực hết sẽ thực chung quanh trong cái dù nữa sẽ thực tất cả những cái gì được hết mình làm là phải sinh nha, kêu yêu cầu rồi tôi thấy dù cơ lên tôi lên sẽ thực hết từ trong đâu ngoài sẽ thực cái làm sao mà cũng lên mình không bước cho tôi rồi có hai người gác hai cái cửa dù bước lên được con phải sinh nghĩa là bước lên là mấy người sẽ dầu cơ xung quanh cái người này còn bóng luôn luôn đó là vô. Bây giờ là coi như buổi tay lên ngày mai còn mặn cho bây giờ đó là coi như là chúng ta là bắt đầu rất là bắt đầu cái này hôm nay là giờ là thôi nha. Rồi nhớ là tụi con đeo cái liên lên và ngày mai đó là có một buổi cầm kiếm đàn một cái chiều nay cầm liên thôi, nay cầm liên cũng vừa cũng vừa thôi tụi con nhớ. Còn ngày mai đó là bắt đầu sang người lên nghiêm sau đó là tất cả các kiến tài này được làm đắp lên tháp, bây giờ tôi sợ cái gì cũng luôn luôn trên đất rồi cũng bất tận hết á, tôi ở không chưa có đủ cái chỗ sợ luôn luôn căng lên rồi nó bất tận nó đúng, bây giờ cái tài bây giờ có các chị hộ tám hộ rồi đó, có tám chị không tứ cộng đã từng là tu mấy khóa rồi đã từng làm không biết rồi. Thì chiều nay đó là có những người nhận tháp đó, tụng cho những người đó. Ai hỏi gì á, tôi xuống dưới sao, có người lên người dưới. À, nhưng ai là khi quý vị lên tháp hiện tạm đó, đừng có xin nghe đồ thang, để tôi tới cái chỗ. Tới cái chỗ gì đó, thì cái thông đó, cái thông đó. À, tới cái trọng cũng không có quân hòa thành đó, không mở lớn quý vị mới xịt chứ đừng có xịt thì dính hòa thành lên mà đó sẽ có hai người tình nguyện đứng xịt cho quý vị được không? Dạ được rồi, bây giờ còn ai thắc mắc cái gì cô thắc gì đó nhạc mình và con cam mô của cha con là thầy toàn thể đại chúng sở dĩ đăng ký ra con cũng không có nói nhưng mà con thấy con sẽ có ý kiến để sau này mà những quý vị mà đến tham gia pháp hội này thì cái ý mà mình nên làm gì, tại vì trưa nay con bị một cái là bị đổ áo buồn luôn, con chạy xuống dưới con rất là buồn và bị đổ sữa dạ, con có cơn đi rồi đổ thì con cũng cái bây giờ có hội nhưng mà phải xuống thay áo quần mà con không có nước nữa thì con tham áo quần với lại là lo nước con không chú ý gì hết. Xong rồi có một cái bệnh viện phật tử
xuống đó và nói là đi vô sao con lấy cái áo trong ra thì có hai vị, nhiều vị lắm nhưng mà mấy vị đã đi rồi thì con nghĩ là có hai vị. Thì cái người đó bỏ cái xác ở đâu, nhưng mà chỉ mặt con hay không ấy. Và hỏi một cái người mà cũng đã gieo duyên rồi mà cũng nói là còn lại, nhưng mà không thấy không nghe không gì hết mà nói như vậy. Thì trong cái pháp hội này thầy đã tổ chức một cái lễ hội lớn như vậy mà còn giờ những cái tư tưởng đó thì chắc là phải cần thay đổi và sám hối. Nhưng mà cái chị mà con lấy con nói gì hết thì bà mới nói con một hai con lấy và đến trong đó không có tiền đâu, chỉ là giấy tờ thôi. Rồi xong rồi là lấy cái máy chụp hình á chụp con cũng nói gì hết, nói lên đây cho xin cho thầy. Nhưng mà lát hồi thì tìm ra được ai vậy, không ai lấy hết, sợ nó bỏ ở đâu rồi. Cho nên thầy mới nhắc nhở tất cả đến tham dự lễ hội thì tất cả những vật quý tiền bạc thì quý vị nên giữ và bỏ ở nhà đi, đừng mang lại đây. Hôm nay cứ bị oan như vậy, ngày sau sẽ có một người khác thì là nó không tốt. Và quý vị đã cầu nguyện cho tâm an nhưng mà như vậy thì đâu có an. Đó, cho nên quý vị phải biết mình và làm như thế nào. Đáng cái con không nói nhưng con chỉ âm thầm đi về thôi, nhưng mà con phải nói cho thầy để thầy điều chỉnh lại pháp hội một ngày một tiếng bộ hơn. Thì mình là mới là trí của đạo Phật đó. Con thì thật ra đó, pháp hội nào cũng có mặt gì nữa, có một hội của tôi phải bỏ ấy đâu ra là cái gì nhớ chưa. Cái tên 10 năm ở bên Cần Rô cũng ngủ trong phòng mà cái bà này mất cái bóp, mất cái tiền. Và sư phụ sức thân với sư phụ không có cái tiền, tiền đi làm với sư phụ đền đền luôn đó. Cho nên cô cũng hiểu là những người đến tu đây là họ chỉ đến để tu, họ chưa có thành Phật. Rồi cũng đi đó mà mặc tiền tốn rất là gì khi không có mất như vậy, rất đơn giản. Đừng có nói gì nữa, chỉ cứ chạy lên đây nói với thầy thì lúc đầu sư phụ là đau lên. Sư phụ chỉ nói một câu rất đơn giản thôi, là cái gì nào đó mà đến đây tôi á mà mắt không thấy, tai không nghe, một mất 10 ngờ là một ngờ là 10 tội, gì như thế nói gì không? Là không có chính xác, mình lại nói với người đó mình mất ước. Cho nên thầy chỉ yêu cầu là ai mà giữ số tiền đó thì trả lại. Còn nếu không đó, quý vị đây đó, ông bà quý vị đã đỏ làm rồi, quý vị để làm cái đó là không cần thêm mang nành đá lên cho ông bà mình để giữ cái vụ. Thì cái đó không có cái trả lại thầy bảo đá rồi. Thành ra đừng có bao giờ mất đồ rồi là chỉ người này người kia đó, một mất người đi, một đi đến người nội, mình không thấy là đừng nói. Cho nên từ cái chỗ đó đó là từ con phải lên đây đứng dài nó mất bái con nó về thì nó đưa dài thôi, thấy không? À, cái người đó mà có cái tâm lý đó thì được con đến đây là mang tội đó. Thì cô cũng không xin phép. Con xin thông hỏi cho các sư phụ và cũng như đại chúng và anh em các tâm gì là lần như thế này. Nhưng mà giá như nó là lần này trước khi chúng ta đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhưng mà cái đài bỏ một nơi đi đó bằng đẻ mà vẫn có tiền nữa thầy. Thì cái này đi được rồi.
Dạ, dạ. Sư phụ cũng giải cái gì? Đúng rồi. Nhà mình nói là đủ rồi, có chuyện ý rồi. Về là đủ rồi. Sư phụ dạy, ai mất đồ lên nói cho sư phụ, hoặc là không có sư phụ thì nói với người lên cho cô lên. Sợ hãi bị quá cũng nên lên tâm sự với sư phụ, hoặc là tâm sự với thầy. Chứ còn thật sự ra đây á, đối với sư phụ những chuyện nhỏ nhặt sư phụ vậy cũng dễ lắm, không có gì đâu. Tôi sẵn sàng bỏ tiền lên chuyện nhỏ. Dạ, chị đồng con kể cô chuyện mặt cho thân con. Hồi nãy sư phụ nhắc cái chuyện mà mình mất tiền đó, là cái lần đó là hai cái bà bác phụ với con. Nhưng điểm xong, cô Nguyên Hậu, đúng không? Cô Nguyên Hậu lúc đó con chưa đi tu, con chỉ mới phát đầu tiên luôn. Mới vô mà biết gì hết trơn, nó chưa đi tu, chưa biết gì hết, mà đã bị đổ thừa lấy tiền. Thì khi đó, con chỉ nói với bà bác, dạ thì con không biết, con không có thấy luôn nữa, mà con nằm kế bà bác luôn. Rồi con chỉ trả lời một câu đơn giản thôi, tin không tin là chuyện của bác. Mà con có lấy không là con biết, mà con phải trả lời, con không có lấy, con không biết, con không có thấy luôn. Rồi con tự vơ như rồi. Con vẫn cứ đi ra đi vô, con với mẹ con không dẫn đến đường. Sau rồi con có nói với bà bác đó, bà bác ơi, con có chuyện bà để lộ cuối này, mùi mùi kia, đại khái gì đó. Không, tôi nhất định để cuối áo này nè, tôi thấy để đây nè. Mà rốt cuộc là để trong cái túi quần cho nó kỹ. Nhưng mà lại nhớ để mặc cái áo cả nè. Tức là sư phụ đức lúc lúc cư sĩ nó bị du quan giáo hòa rồi. Mà đã biết là ok, tôi đã nói là tôi không có lấy. Mà tôi cũng thấy không biết luôn. Bà nghĩ là chuyện của bà. Thật thử á, cái cô này này nè, con chỉ cho con cái niệm. Mai mốt mà lỡ cô có dướng vô cái trường hợp như vậy á, cái niệm. Tôi đã nói với chị rồi, tôi không có thấy, mà tôi không biết cái gì nữa. Tôi không có lấy luôn. Còn chị nghĩ của chị á, là chị cứ nghĩ sao chị nghĩ vậy à. Rồi sau đó chị có quyền, chị có quyền lên chị nói với sư phụ là thầy làm nó như vậy. Đó nó gọi là tu quý vị. Chứ còn này tự nhiên cái mình không có lấy mà ta không lấy. Ta nói không nghĩ, không có tui thôi chứ nó có sao vậy quý vị. Rồi bây giờ mà có là một cái gì của con, để cho chị sẽ học được ha. Rồi bây giờ là ở khắp mọi nơi. Thôi bây giờ tôi nói với cô Nguyên cái này. Ở đây là nói trong giáo hội, nhưng mà nói đến luật pháp. Ở đây đây là. Bây giờ cô Nguyên tôi nói là cô đang nói chuyện về đời vậy. Dạ, tại vì cô đã gặp thầy cô. Rồi bây giờ tôi nói cho cô nghe thế này, cô nghe nghe. Pháp tất cả. Mạng ở thế giới, tất cả mọi người biết là có bị quan, đúng không? Nếu mà con theo tiếng nhận nữa là con tôi cao chút xíu, con bị quan đó, mà mình cứ đứng cãi hoài. Thế như vậy, nó mất đi cái phước của mình bao nhiêu ngày nay không thôi, mà chỉ một chút lòng tức giận qua đó thì mình bị quan. Thì tất cả những câu thơ tu tập có 3-4 ngày nay, nó ổn lắm. Ủa sao cô nói rồi, cô nói rồi mà pháp hội sức mình đã bị quán rồi. Thành ra nếu mà mình quán, mình nhẫn thì cái công đức của mình tăng gấp bội. Còn nếu mà mình cứ phải quán ra cái bên ngoài thì chưa phải là người tu nha. Cho nên công đức của mình bao nhiêu mấy người tu cũng hết. Dạ, thôi được rồi. Con xin thưa với sư phụ, con điều chỉnh cái cô nào nói mất tiền không thích ai. Nhưng cô ta nói là nói cho sư phụ biết để sư phụ điều chỉnh cái pháp hội làm sao. Thôi được rồi. Bây giờ đó, sư phụ đã chỉ là gì? Không định, rồi thì chịu định đi. Tâm nhất định chưa bất động, chỉ về ngồi đi. Được rồi, không sao đâu. Tâm nhất định rồi. Nói sư phụ chẳng không đầu có tiền cái gì đâu. Đó, có chứ. Đó. Sư phụ nha. Tôi là người đó, cô nói theo một lời nghĩa, cô đang giải sư phụ đó, mà sư phụ không có động, đúng không? Tùy hiểu không động, tùy hiểu cười, nhưng mà tùy những khi chơi cười thế này, 3 ngày tôi chỉ một chút lòng sân, chỉ một chút không nhận dụng được, bị
quan một tiếng, nói lên 10 tiếng. Trong thân tu tập 3 ngày, lễ bốn đẳng tiền phí đi ngủ lắm. Ai như là Phật, về đi. Nghe lời này về đi. Thôi được rồi, tại con là tệ, bảo tệ, quá tệ, tại nghĩ thì tệ quá đi. Đó, em có hiểu rồi, tại hết cho tệ rồi. Cái đó nó kêu là tại vì những người này sẽ dạy kiều rất là nhiều rồi, cho nên những quan gia chính chủ đó nó biết rằng là cái gì sẽ không còn ở đây bữa này, cho nên nó thấy là nó không thích được kéo lại những người chủ đất tại Duyên. Và nó cũng buồn, nó cũng muốn mở, nó cũng mở ở đây, nó có con lên bữa trời, Phật này vẫn nhớ. Nên là cảm ơn những người mà độ ổng cấp và độ ổng lúc mang Việt Nam nữa. Để sư phụ còn ở đây, ở đây thì đó là một cái trò chỉ là phụ nhẹ luôn mà. Chỉ là dạ dạ không? Tại vì người ta chủ nó thử mà khi Bồ Tát cũng có cách thử của con. Không, cách thử của mình sao? Đó là Bồ Tát thị hiện. Vì Bồ Tát thị hiện cũng như thử mình coi lên đầu lực mình thấy không? Thấy không? Cái sư phụ được đứng là sư phụ được đứng nhà tổ là coi như điều gì tính. Cái này thì sư phụ cũng nhận đó, đó là cái tội lỗi sư phụ, đã không? Quý vị em, mình cũng là phạm tăng, mình nhận lỗi, đúng không? Tại vì phụ cũng thật lời, cái không xảy ra cái chuyện là cái bà đó, bà nó mất ý, cái bà nó không nhớ, đã không? Cái một bài phước mình ít, mình có điều vậy, nhưng mà nó phải cầm đứa, cái phước chạy này thì còn là mình vô đây cũng qua nè, đã không? Tại vì sư phụ biết, được chưa? Nhưng mà cái thế này tôi ghi sổ nha. Tôi ghi sổ để được ngộ luôn thật ra thôi. Ngộ đến cái này thì hiện tình sao đó sẽ tốt cái thế này. Có một bà là miệng là cái thầy hiểu rồi. Có một hồi đó, bà lại có nói gì đó nằm ở ngoài đó. Có đúng tiền nhau đâu đúng một bà đó. Thấy đúng không? Bà để ra đường rồi mà bà hỏi bị cái này. Thế thì nó cũng đúng một cái cá đó tốt cho bà. Thấy không? Nếu mà nói gì xui hết á, dí vào phòng đưa đường đời mà bằng cả hùng hùng hào hào kìa có mấy ai rồi. Cảm ơn thầy, thầy cảm ơn con thầy thì khác. Tại vì khi con nói vậy nó sẽ có lời cho thầy. Không những có hội tới thầy sẽ chia nhau tới đời. Thầy sẽ có cái mà mình trước khi dùng lại nhờ thời này nè. Để đồ, để chạy cái chức danh qua và bạc cái chú đưa ra cái gì đi vô lỗ à, người ta kêu đi để đồ mình tâm mình á. Cái chỗ này có cái giới được việc cái tiền bạc đó cái gì được hướng cắm. Thấy không? Đó, tại vì thấy có giá trị con, thầy sẽ rất quan hệ tại vì đó để cho cái bài học cho Phật tử họ được từng có bị qua là gì hết. Sao đó không? Thì nó rất là tốt. Mình điều quan, thấy không? Mình điều quan thì là mình phải bị mặt là tết ơi. Tôi cũng vậy đó. Tôi là một người tết ơi, tôi chịu. Thì không biết quan mà. Nhưng mà hai đồ ra, rồi quan không địa. Biết quan không địa là sao không? Đố ai biết chịu quan không địa. Hả? Tôi có một số quan điểm có những cái không hiểu mà sao chỉ dành từ từ ai kiếm quả điểm rồi ra bây giờ dùng những cái này qua hiểu cái chuyện không có gì hết rất là bình thường nhẹ đó nó không có dính líu gì cái điều mà hành ta mà nó đó là có một cái để mình ta sau này thì chỉ tiếp hội đó thì việc nhất là một con nhất nha không có cái gì lại lợi cho hội đó là có cái bà này để mà suy tư có cái bà lỗi em đem ao mà giờ đỡ không có cái bạn ở đâu đây không đâu đây thấy thuật tự được biết kết quả rồi sau này có tặng lỗi anh bao rồi cái họ mới sợ chứ lại nhưng mà sau này cái thấy kiểu được nó tung dội quá rồi còn là nó giác ngộ hết rồi cho nên là mày bỏ cái bạn con cái bạn đó đó chúc bạn con có tặng lỗi à
đổ bất kể cái tiền đó, nhưng mình phải là ai sẽ có bất kể cái tiền ở đây, thấy không? Nhẹ lắm rồi, con cái gì vậy? Rồi nha, bây giờ đó chúng ta ngày mai lên cái ngày sẽ xả ra rồi á, những người nào mà sẽ lời ngày mai đó thì phải gặp thầy có thứ của mình đưa rồi phải không đấy, nhưng mà có thay đổi cái gì phải gặp sư phụ lúc mà nó đưa mình đó thầy cũng chị rồi, tức là ví dụ như chuyến bay bay vào lúc 10 giờ thì chúng ta phải có mặt ở trên đường trước ít nhất là 2 tiếng và tệ đó là 1 tiếng rưỡi đúng không cái gì? Tại là chúng ta phải đề ba đây thì đây sẽ tiếp bước một tiếng mấy hai tiếng nữa tính đến mặt thời gian đó. Thầy phải nói như vậy, những người người làm đó là sẽ ngồi ở đâu ăn sáng thế nào và đến chuyến bay cơ đi là cái người mà đưa ra đó phải dùng được nhà biết ta đưa là xôi là lá sen hoặc là những cái món đồ để ra trên đường, trên đường đi không đói, đó là những cái chương trình chưa đó thầy nhớ nha. Và thầy còn một số trường hợp ở trên đường đi làm ở trên đó ai mà có biết thì cũng được một số người đem số tiền cũng thầy dành để thực hiện khác thời gian đó thì còn đơn chút đây có những người mở chưa được từ địa đàng chưa được từ việc từ kia hay đó thì cứ đưa về cái này đi ngon rồi làm chiếu em có những người được đến đầu tiên cũng có gì việc lắm tụi con biết đó là đầu cao lên từ địa đàng có cái phòng thứ hai đó thì tụi con lên lấy đi đi ra lấy cái thùng lên lấy đi cho sự có những người mà chưa có nhiều mặt đất được đẹp đất từ tự nhà cho riêng hết á, nên đem ra được cho rồi bây giờ đó để thay đổi bầu không khí chúng ta sẽ có cái lời khai tăng cái gì nữa đó bây giờ có bất kỳ gì không có á bây giờ không rồi hỏi đi hỏi đi lúc mà thầy phá đó, tụi lên ra ra kêu học Phật không có quan.
nhưng mà vừa bắt một cái để bình tồn á thì bắt tồn chết một cái chết rồi một cái nghĩa là đừng đỡ phải chối bắt luôn. Nhưng mà những người nào đã mở thời nhà mới thấy xe cái rồi thì bắt đầu một ba có dễ dụ nó từ đó đó. Tại sao cái thực lực này là cái nói tiền dùng kế với chư Phật, mà khi chúng ta đến với một tâm tốt hay cái chúng ta mà giải nghiệp thì chư Phật chứng minh cái động đàm này không phải đó, nó cũng như thấy được không chỉ còn ngồi khắp cả thân không và ở đây chúng ta đã bảo vệ rất là nhiều điều không có bảo vệ đó là hội là nhiều điều đó. Cho nên ngoài dụng dụng pháp, nhưng mà ta có cái hàng chứ mà ta không vậy. Khi mà ta phát là ổng qua rồi thì sao đi được không? Cho nên khi mà thầy gặp cái dấu đấy ấn ấn mà thầy đã có cái định đến đầu đầu con ấy. Đừng con khi mà ta khóc một cái á, cái gì mình sẽ nói không? Cái giống như lên cái chùa hạng đen, ai mà thể chịu là thằng xe phô đâu. Xe phô đó là gì đó, nó không có dây mà nó có nhiều đạp ăn tem rất cao với những ăn tem đâu thì khi nói cái đó thì đây là khi di chuyển lên nắm với chúng ta luôn chỗ này là nói chuyện nhỏ là chi vậy đó từ cái đến đầu của tụi con rồi á chứ phần mà có hậu quả vô tụi con có thấy được. Nhưng mà có những người trong này khi tụi con mới bắt đầu được rần đó là tụi con á đã nhận được cái hậu quả của sự phật pháp tụi con không thấy. Người này là cái tình tiền đồng đồng tích nhất của người đời cái chú này bỏ không? Rần tao tương nói rồi sao đụng lên máu hả? Hả thấy nghe đụng lên máu là được đụng hả thấy nghe cho kỹ nó con nè. Cái gì thấy không? Tu thiền rất lâu mới là giác ngộ, mới mở được cái đường xa mà cái này á. Mà tôi nói nha, trong này có những người đi giải dột, đi cho những ông thầy mở đường xa. Cho nên nó mới đặt mở cửa mà tôi đóng cái đầu quý vị rồi đó. Là tôi đóng cái đường xa nó lại đó, cho khi nào tự đọc quý vị. Cái đường xa đó là trong người mình có 7 cái cửa. Mà bảy cái đường xa đó, cái đường xa này là cái chỗ để ta hủy nhập và cái chỗ này cũng là cái chỗ để mà giác ngộ giải thoát thành thật đó nha. Cho nên là tôi đóng cái gì, tôi coi đây là những người mà theo sức hồn mà gọi là nhờ những ông thầy cắt ở đường xa đó là cái đó rất là nguy hiểm. Ở trong này là mình úp con nhỏ đã đưa có cái hai cái cầu đường xa không bị hở có không? Con không có theo thầy nào ở đường xa không? Thì giờ là tôi biết đó. Hả? À, thấy từ từ dầu mặt tôi không được mờ, nhưng nhìn thấy đó, ở từ xa. Đúng rồi. Đúng rồi. Ra giờ tôi giờ nó mà biết nó ở từ xa luôn. Đúng rồi. Đừng có chạy nha. Chỉ có chiêu với Phật rồi là nó đốt vào má, rồi là nó không được rồi. Đừng có dạy á. Mỗi chiếc quán bánh nó đều bỏ hết á. Tại vì ngày hôm trước đó có quán bánh này là ba quỷ nó sẽ ra cửa đó. Vì dù một chút này nó thật thật là tự giả. Tại vì vậy là tôi có quyền dành lại tự là hiểu quá là bánh chưa? Là cái trở lại tôi chưa? Là phải cho là sự giác hộ của Đức Phật. Là cái gì một ta mình thông thiện mang ra nhé. Hỏi gì vậy đó? Con biết là tại vì con không có tôn quan mắt của thần nhãn, tức là ngũ nhãn có gì
tụi con thấy có dụng nhà hết rồi, không thể về nè, phải không? Rồi tụi con không có tiền nhà hết nè, rồi tụi con không có pháp nhà hết, tụi con lại là không có tiền nhà nữa. Cho nên tụi con thấy là khi đó mình tụi con ở nhà tụi con hoàn hẳn chế vậy, nên là đầu qua cái chuyện là phát phát cho vô cái ô rồi chuyện thằng Quang và đến đó họ đúng đúng mặt á. Mà nằm cho tôi có giấy gì gì cho nó đó là sao tôi kêu cho họ. Dương nó nói rõ lắm, đã bao nhiêu, đã bao nhiêu. Tụi mình để cái máy đo máu là oxy đi thôi. Con không phải là lên máu không mà lên đầu con không có tới cái tay dòng nó có bị tự máu không đâu 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 đâu. Tụi con không có thể nào nhìn 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 cái từ đó không? Không thể nhìn nhìn được. Được không? Nên đó là những cái tụi con không có tiên, ta hãi tụi sẽ biết. Điều đi. Không cần nhiều. Phải là phải tỉnh lúc như là ba. Thì tụi ta không có biết được ha điều. Không có cái ha điều mà có lúc mà phê luôn. Đó, từ từ đi tụi con sẽ thấy cái thờ lực. Thầy thì yêu số này đó là bà sao cho tụi con. Thầy tự bú bú mình giải cứu được bà con rồi. Thấy không? Trong thầy dạy thì bà con thì tự bú bú cho mình cho mình có địa điểm nè. Gia đình địa điểm nè. Đó, lúc đó cái nhà gạc của tự tự bú bú để cho thầy bà nó nắm trước đầu. Tự tại thầy lộn biết sắc sẵn tới lợi thôi. Rồi bây giờ nhận cái này cũng gia đình sắc thay đi bộ bộ này nè. Đâu có thể biết không biết biết được đâu rồi. Thầy trả lời đó là tự tự bú bú gì ta bà hộ hiện thì nắm trước đầu đầu đó. Nhưng khi nằm cái đầu để hiểu cái ai ai không lai lai là không nó nhiều điện đó. Ai rồi lại nó nhiều điện đó. Nó là nhiều người bây giờ nhiều người nó phải thấy được. Tại vì họ bằng bằng họ ở Việt Nam đó là họ bằng họ nhiều người sự thu nhiều người khó khăn cho nên là quất quất khó khăn đó. Và nó không thành ra nó tương khắc này sẽ thành công rất là lớn chứ thầy thì quý vị nó quá trọng như vậy. Thầy thì quý vị nó quá trọng. Cái gì? Nó nóng người thì sao? Cứu rồi đi. Nóng người là làm cáo bớt mà sợ tại vì không có còn hai thân đầu tiên thì không hết đấy nè. Không phải cao máu phải không? Không cao máu, không thể. Thế đó. Còn á, là nó không vô luôn rồi, rồi bỏ nó bò rồi người con phải không? Rồi bỏ nó bò rồi từ 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 mấy đứa này là quê quê cá của em, con người lắm.
thì nếu quý vị không biết cách để cho các mạng sử dụng
thì có thể tìm đang truyền thời gian chúng ta đi lên để đi một cái đó là cái chúng ta tiếp xúc chúng ta cũng không học với nhau thì không có cùng với nhau nhưng mà có những lúc lúc cuộc cuộc kêu gọi thì gần như chúng ta được rồi có xét xét đó không biết ví dụ như tôi tới mấy ngày nữa mấy ngày nữa là một trăm năm trăm biết biết là năm chục năm biết rồi ví dụ nó rồi sao nên là cứu một người là bạn tu, đóng 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 ta nghe cái gì là sao? Những người còn bạn có muốn thêm cái gì ra đúng không pháp là sao? Cho nên cái chứng minh là trong cái này đó là nhờ cái lực của bậc chú để là cứu người được ngày ngày không có gì đó là tự nguyện do tôi có không có đủ lực để lên 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 tập đủ lực đời đời sau đó người đó không còn là nằm trong cái gì gì đó gì là một ngày 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 ngày
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em cần phải đi thay cái lợi lớn. Cái gì trong người con đó là con khóc rồi đó, vì đó là họ coi như là đến đây mà tu, rồi họ rất là giúp đỡ hết. Cái gì mà từ từ khóc đi lên khóc chứ là đó. Cái gì đó là tu thì phải biết rồi, để nó đi lên cái lớp này làm cái con đường cái là Yeah.
mà là dù bây giờ còn đây mấy giờ mà chiếc ba cô mấy giờ ở bài hai thì mình đi hả à, con hứa lúc này tôi này đi nha đây là con này cũng đi nha mười hai thì cũng đi nha lúc nào thì lấy đi thì cũng thấy lúc đây con nó khó đấy nè đó thì đang không biết cái nào của con biết là lấy đi lúc mình làm rồi đấy ở đâu tiến đâu à đâu là đi có công việc nữa không Thank you.
Chúng ta có những chủ,
có bốn người còn không biết tội lỗi mà. Dạ thưa Lâm, ai nói muốn tự tư lạc lên rất là cái chuyện đó. Sao ta thấy thấy con đi được kia đi, cái đường đường đi, cái đường kia đi. Rồi thì để thấy chuyện đó đúng không? Như thế không? Dạ vâng. Thấy cái không? Được rồi đấy. Rồi bây giờ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, bây giờ tôi muốn tập cái chuyện thắng bé, mà bé nha, tôi muốn tôi thắng bé, tôi muốn thắng rồi bây giờ tôi muốn tập cái chuyện thắng bé, cái này là cái gì sẽ có, rồi bây giờ cái dạ hả? À, sáu, cái thắng bảy, cái thắng bảy đi. Tám, cái thắng. Rồi, đợi đây, cái thắng. Sư phụ bộ kiếm rồi. Giờ đây, có không được đây đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có đâu, chưa có biết là có gì. À, anh em là những quý vị ở trong cái điện này, cơ sĩ, đó là cơ sĩ và sức khỏe như vừa qua hết rồi, còn ở trong này kia, có hai anh mà chúng ta không? Thì như vậy là phải hiểu. Có hai người nữa, ai cũng là những người dân. Chúng ta nói, và chị và chúng ta thì sẽ xin lại đây là phải hiểu. Rồi. Quý vị có hình tượng thì chúng ta làm chút chờ làm xíu nha. Tôi xin một quý vị nữa. Thật ra đó quý vị ơi, đừng có nghĩ là từ tháng 6 mà từ đen, từ là từ tháng 6 mà bà ngò không hiểu gì cả hết. Hiện tại ở thế giới u minh lúc này là hồn đế ôi 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 vì vậy chúng ta đâu có luôn luôn mà có cái này là chúng ta hồn sáng mà cái này hiện tại đó là mà chúng ta ở chỗ luôn luôn mà phải có được hồn đen và như vậy rồi tôi thử tôi thường lại
chứ đừng nói như vậy. Thành cái thiên là ngày còn nhiều thứ họ nghe không rõ, ngày nhiều âm họ nghe rõ hơn.